đầu tiên ở Việt Nam mà chưa bị bất cứ một người khách hàng nào bóc phốt đấy. Đây là em gái. Em gái này đã được ly nang mũi cách đây là 4 năm rồi đúng không? Gần 4 năm rồi. Thì ngày xưa thì ly nang mũi cho em gái này là phương pháp nang mũi cấu trúc. Và đây là cái sụn mũi mà ly nang cho em ấy ngày xưa. Em thấy anh gọt cái sống mũi đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Thì em này á là với mong muốn là thích thay dáng một cái dáng mũi mới. Tại vì 4 năm trước thì form mũi nó khác bây giờ ha. Thì em này ngày xưa là thích tự nhiên. Em là khách hàng cũ của anh Ly đúng không? Thì mọi người nghe quảng cáo á, ở trên mạng quảng cáo là nâng mũi Sugiform. Thì Ly là Ly không thích xài Sugiform. Ly không thích xài Sugiform mà Ly thích xài Megaform. Đấy. Về chất liệu này á, thì Ly xài Ly thích hơn. Mình gọt cũng thích và mình đặt sóng cũng thích. Còn Sugiform là người ta quảng cáo thôi. Chỉ là quảng cáo thôi. Thì chúng ta nhìn so sánh điều gì? Về cái sụn hàng á, Ly nâng 4 năm rồi thì nó cũng chẳng sao, nó cũng rất là đẹp, đúng không em? Đẹp đi 4 năm ai cũng khen đúng không? Nhưng mà vẫn muốn đẹp hơn. Em này vẫn thích đẹp hơn. Đấy. Rồi bây giờ đây là Ly đã tháo cái sụn mũi nâng cấu trúc ra mà Ly thay là cái sụn mũi Megaform này. Đối với những người nào mà khách hàng của Ly á thì mới được Ly làm nha mọi người. Đúng không em? Làm mà năn nỉ hoài luôn. Nhắn anh Ly bao lâu rồi? Nhắn ba bốn lần luôn á. Lần cuối cùng mới được. Lần cuối cùng mới được hả? Năn nỉ quá trời. Làm mũi phải năn nỉ á. Anh Ly nó thôi, em mũi em đẹp rồi đừng có làm nữa phí đó. Rồi cứ năn nỉ hoài. Mũi đã đẹp rồi còn ưng làm nữa. Nhưng mà ưng đẹp hơn ok đúng không? Yeah. Đấy. Thì những năm về trước á thì Ly làm mũi đã đẹp rồi ha. Ly là người làm thẩm mỹ đầu tiên ở Việt Nam mà chưa bị bất cứ một người khách hàng nào bóc phốt. Đấy, đó là ở Việt Nam thì anh thấy chỉ có duy nhất mình anh nổi tiếng mà chưa bị khách phốt thôi. Còn giới trong ngành đó thì người ta kiếm chuyện, người ta hại, người ta phá mình đó, chuyện nghề nào cũng có. Rồi, ok không? Yeah. Rồi, thích không? Thích. Rồi, anh Ly đi công việc đây. Yeah. Bà xã chăm sóc nha. Yeah, yeah. Rồi, bye bye. Cảm ơn. Rồi, ok. Yeah. Em về đâu? Dạ. Em quê Bình Thạnh. Quê Bình Thạnh à? Dạ. Nhưng mà quê gốc ở đâu? Em ở Long Xuyên. Long Xuyên hả? Dạ. Khi nào về lại Long Xuyên? Chắc. Kể cho mọi người nghe nữa là em gái này là ngày xưa lên Bình Dương đúng không? Đúng rồi. Làm mũi xong là ở lại nhà anh Ly mấy ngày? Hình như 2 ngày. Ở nhà anh Ly 2 ngày rồi anh Ly dẫn đi chơi đi ăn đúng không? Dạ. Đi nhậu đồ với Ly. Cách đây cũng mấy năm rồi, đây là gặp lại. Này là gặp lại người xưa đấy. Rồi, chúc mừng nha. Dạ, dạ, anh Ly đi công việc đây. Dạ.